Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anime Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái em, đó chính là Mithy. Em này thì được bán với giá là 329.000 luôn các bạn à, một giá tiền không đổi. Và sự kiện lần trước mình đã nhận được em này rồi đó. Và bây giờ hôm nay mình sẽ review về cái bé này cho các bạn xem nha. Em này có cái tên là gì đây? À, Willan. À, mình sẽ đổi tên cho nó là HNT Sói Ca. À, nhìn đẹp chưa nè. Bây giờ mình sẽ nâng cho nó lên level nha các bạn. Ở đây thì chắc có lẽ là mình sẽ cho nó level 20 ha, hay là 30 đi, dù sao cũng là Mithy mà. Chú này thì có 4 tay nha mọi người. À, mình bình thường á là mình chỉ có hai tay hai chân thôi, còn con bé này có hai chân nhưng mà được 4 cái tay. Trên đầu thì đội một chiếc mũ giống như là sinh nhật vậy. Mũ này mình thấy trong những cái dịp sinh nhật người ta hay đội. À, sợi kiên thì không có, nhưng mà khả năng hổ báo thì chắc có đầy đó. Bạn nào có cái tên nào hay có thể comment để anh ta có thể đổi tên cho cái bé này nha. Hiện tại mình nó mới cho nó lên level 40 luôn và chú ấy tên là HNT Sói Ca. Đó, bây giờ thì không để mọi người chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào nha. Trong khu vực list và anh ấy sẽ được thị hiện cho các bạn xem luôn. Đẳng cấp Legend đúng không? Đẳng cấp Legend và level 30 nha các bạn. Level 30 thì mình nghĩ nó cũng tầm nằm ở đâu cái khu vực này. Mấy bé này có chữ rồi, bé đó. Chắc có lẽ là kéo qua rồi, level 30 đâu có bèo dữ vậy ta. Dù sao cũng là Mithy mà. Đây các bạn à. Đó, Mithy. Và hôm nay chúng ta sẽ xem thử chú ấy có những cái hiệu ứng đặc biệt gì. Wow, mới vô, Ngô Ma Dương đang lãnh hàng tấn sát thương đến từ cái em 4 đâu. À, mình đã lên được tới chữ A trừ rồi, cho nên lượng máu mình lên tới 140.000 nha mọi người. 27.000. Ca này cơ bộ hơi căng, thôi mình cho hốt luôn đi. À, các bạn lên YouTube chỉ cần gọi chữ HNT thôi là sẽ ra những cái tập mới nhất mà HNT đã đăng. À, anh em nhớ xem ủng hộ mình mỗi ngày nha. Giờ lúc 11 giờ trưa hoặc là 5 giờ chiều thì giờ đó là HNT hay ra video. Wow, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nha mọi người. Subscribe có nghĩa là đăng ký á. À, cái nút đăng ký màu đỏ đỏ để khi mà HNT ra video thì các bạn sẽ nhận thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và đừng quên mở cái hình cái chuông lên nha mọi người. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mang cái em mới nè. Nãy giờ đó là khoe với các bạn đủ điều, nhưng mà tình đó là ba con này con nào nó cũng được down với mình cả, vì nó có sở hữu cái chiêu. Các bạn thấy cái chiêu đầu tiên của cái con level 40 này không? Cái chiêu đó được down với mình, cho nên mình nãy giờ mình núp giống như là né né đó đó. Ây chà, 47.000 luôn các bạn thấy chưa? Mình núp mình né né nó, nhưng mà nó không có né mình, nó gặp mình là nó chơi mình hết hồn luôn. Cái chiêu đến từ Ngô Ma Dương nè. Và chúng ta sẽ bị dứt lên dĩa. Ôi trời ơi. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Nó hốt luôn hai con của mình và nó dậm như cái con level 55 của mình chỉ còn có 17.000 máu. Một cái sự gọi là hậu báo không hề nhẹ đến từ đội hình của tên bạn luôn. Make in Trung Quốc. Oh my god, đặt cái tên này là không phải Make in Việt Nam rồi. Nhẹ nhẹ thì chiêu từ Ngô Ma Dương nè, hay là còn gọi là con trâu bò cạp. 1.000 luôn anh ơi. Các bạn biết lý do tại sao kêu nó là con trâu bò cạp không nè? Vì các bạn để xem cái đuôi nó rất là giống con bò cạp luôn. Mình được đam nè. Bé hát tay sói ca cũng được đam nữa nè. 16 nghe. Thời ơi, nó quýnh thường thôi là mình đủ chết rồi các bạn ơi. Gồng lên Ngô Ma Dương ơi.
Ây cha, trận này có bộ thú vị nè. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại một mình anh HNT. 43.000. Con này nó dập, nó đam kinh khủng ấy. Tiến sĩ người đã chế ra cái loại thuốc gọi là công năng đặc dị, cái khả năng mà gọi là biến thành khổng lồ các bạn ạ. Wow, mình đã được đại chiến với những anh bạn level 89 luôn rồi nè. Trên mình 3 đẳng cấp, ở 6 chứ, mình mới 83 hà. Level 40, Ruby, Tiến sĩ và Savvy. Để mình tính toán thử xem. Với cái tiến trình cũng như là cái độ khó lần này thì chắc có lẽ chúng ta phải quýnh hết sức cẩn thận mọi người ạ. Các bạn thấy chưa, nó gõ mình hai cái thôi mà lượng máu mình muốn hết luôn rồi. Một cái này nữa là hơi cay nè. Đó, 13.000. Chắc có lẽ là mình sẽ nhờ đến cái bé Robot Show. Rồi, Ruby đã lao ra và Ruby được đam với mình. Anh tỷ sói ca cũng được đam nè. Mình sợ bạn quá cơ. Thôi, con Uma Dương này là đường nào cũng chết, nó không sống nổi các bạn ạ. Rồi, hãng tài sói ca lao ra mít thi nè. Hãy xem hiệu ứng của em mấy anh ơi. Cái gì đâu mà nó khều, mình có một cái thôi là ngẫm cu tỏi rồi. Độ khó đang rất là cao luôn. Alexander và bạn này được giam với mình. Và wow, bạn này gặm thêm cái nữa, hai cái nữa, hai cái nữa là mình sẽ chết. What? Một hơi, còn 169 giọt hả? Cái sự may mắn đến từ mình hôm nay không hề nhẹ luôn. Xui xui một hit thôi là chúng ta lên giường rồi, nhưng mà rất là may. Rồi bây giờ thử xem nè. Wow, ta like. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đại chiến. Lần này thì cái độ khó cũng không thôi lần trước. Hai con này nó cùng hệ với nhau, cho nên nó là quýnh với nhau chắc là siết tay nè. Ok, căng dễ sợ chưa. Đây là chiêu lửa của mình. Đó, được cái là mình quýnh trước cho nên mình lời hơn một bước. Ở đây là thành viên Kisper hay còn gọi là hoa cỏ mùa xuân, một trong những em có cái khả năng đặc biệt. Wow, con chào. Ôi trời, nó quất mình tắt thở luôn, thở oxy không kịp với nó luôn mà. Oh, Multimitic. Rồi, mình sẽ chơi với bạn đây, chú ngựa kỳ lân. Wow, nhanh gọn lẹ tốc độ. À, còn một thành viên level 89 nữa nè các bạn. Để chúng ta xem coi cậu này có gì đặc biệt không nha. Hôm nay thì cái bé Mithy của mình được biểu diễn một cách rầm rộ luôn. Đó, nhấc nhẹ bàn chân lên một cái thôi là chúng ta ép tan bạn còn 12 giọt. Tiếp theo thì anh Ngô Mai Dương sẽ lao ra và đảm nhiệm cái nhiệm vụ gọi là dọn xác. Ca này hơi căng nè. Không sao các bạn, hơi căng thôi chứ chưa gọi là quá căng. 39, dù sao mình vẫn còn chịu được một đòn nữa mà. Đó, lượng máu tên bạn chỉ còn lại 8.900. Và mình nghĩ rằng Mithy của chúng ta đủ khả năng để cho anh bạn này. Yeah. Ôi trời ơi, cái gì còn 49 vô. Không thể tin vào mắt mình được luôn. Sao mà bạn hên thế. Wow, đây là bé Froti và giống như là Long, thần Long vậy. Nhìn nó rất là hầm hố với đôi cánh khổng lồ. Tay bạn không được đam với mình, cho nên cuộc chiến này là chúng ta sẽ giành được chiến thắng một cách khá là dễ dàng rồi. Lụm tiền.
Wow, bây giờ mình sẽ vào xem cái sự kiện nha. Hiện tại đó là chúng ta đang kẹt ở cái chỗ này. Lao vào đây và đấu thôi nè. Wow, chỉ một cái khều thôi nha. Roxy sẽ ngã xuống Victory. Chúng ta sẽ cần phải tốn thời gian để có thể vượt qua cái cửa này. Mình ok, chắc có lẽ là chúng ta sẽ đi mua đất nha các bạn. Mình đang chờ nó bán vàng mà mình thấy nó bán lâu quá, lâu không thấy nó bán. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng game để mua luôn. Bức xúc quá mừng. Ôi trời ơi, mua hết miếng đất này hết tiền. Còn 98 viên. What? Dạ mang thiệt chứ. Ôi trời ơi. Wow, và các bạn ơi, video đây cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.